Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa, người Việt Nam chúng ta có câu bố già bằng ba lần rộng. Quả thật đến xứ An Châu này chúng ta thấy cha cố là cha già bằng ba lần rộng, bảo vệ làm phát triển giáo xứ chúng ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống cành lá xanh rờn. Một cha xứ cao tuổi mà có một giáo xứ trẻ trung đẹp đẽ năng động này, đó là một ơn Chúa ban cho giáo xứ chúng ta. Xin có tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng cha cố. Ngài lại là một người cha cực kỳ khiêm tốn. Ngài khỏe lắm, còn khỏe đấy, còn khỏe. Nhưng hôm nay tôi đến thì Ngài bảo là, Ngài nói với đệ cha phụ tá là Ngài nhường cho tôi chủ tế. Ngài rất là khiêm tốn, nên là chúng ta xin cảm ơn cha cố dành cho con cái hạnh phúc được chủ tế thánh lễ hôm nay. Và hôm nay chúng ta cùng đến đây để cùng với các em thiếu nhi của giáo xứ An Châu này mừng lễ bổn mạng, và đồng thời cũng nói lên tinh thần hiệp nhất yêu thương. Thế thì trong cái phần chia sẻ này, đáng lẽ là tôi chỉ có chia sẻ thôi chứ không chủ tế, nhưng mà hôm nay vừa làm cả hai việc thì xin có một người giúp tôi, trợ giúp tôi làm cái việc này. Đáng lẽ thì có một ông cha, ông bảo ông là ông trợ giả, nhưng mà thôi, ông cha thì nó không, cũng hơi khó khăn, nên là thôi xin mời một chị. Chị là chị Hiệp và chị nhà đoàn, trưởng hiệp đoàn, trưởng hiệp đoàn của hiệp đoàn thiếu nhi thánh thể Vinh Sơn Nguyễn Hiếu Liêm. Xin mời chị Lan Anh đến đây cầm micro giúp tôi để đem cho các em. Các em hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi của cha. Cha muốn cho con là mỗi khi trả lời ấy, vì chúng con nghe cái bài hát trong tâm tình đơn sơ, nên chúng con cứ trả lời đúng hay sai không thành vấn đề. Đúng là tốt mà sai là nhớ, sai nó sẽ nhớ nhiều hơn. Xin mời chị cho nó gọi là khách quan hơn, chứ nhờ mấy người ăn châu là ưu tiên con cái mình, cháu chắt mình thì không hay lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ nhất dành cho Chiên Non đâu, Chiên Non đâu. Rồi, chả thấy Chiên Non trả lời gì. Chiên Non đâu nhỉ? Đấy, gọi Chiên Non đó. Ôi trời ơi. Đây này, câu hỏi này Chiên Non cứ trả lời nghe chưa? Cứ trả lời đúng sai không thành vấn đề, vì trong tâm tình đơn sơ chúng ta mừng cái mầu nhiệm trọng đại. Đây, bây giờ câu hỏi thứ nhất dành cho Chiên Non. Chiên Non nghe nhá, tai đâu này. Xong tay đầu, giơ tay nghe chưa? Khi cha nói là 5 phút, 5 giây suy nghĩ bắt đầu, Chiên Non bạn nào mà tìm được câu trả lời, giơ tay luôn. Thế là chị Lan Anh đưa micro đến, xong là sẽ trả lời nha. Câu hỏi thứ nhất: mầu nhiệm nào là mầu nhiệm cao trọng nhất và là trung tâm của đức tin Kitô giáo? Có 4 đáp án. 4 đáp án nha. A. Mầu nhiệm Giáng sinh, kỷ niệm vào ngày 25 tháng 12 đấy. B. Mầu nhiệm Phục sinh, chúng ta mới cử hành ngồi rồi. C. Mầu nhiệm Thánh thể, là bổn mạng của sứ đoàn An Châu. Và D. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. 10 giây cho Chiên Non. À đi, Chiên Non ở đang ngồi bán ca kìa. Đấy, xin mời Chiên Non. Khăn hồng là Chiên Non. Đây, xin mời Chiên Non. Đáp án D, mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Vâng, xin một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn con. Lẽ ra có phần thưởng trực tiếp, nhưng mà bởi vì mấy phần thưởng thì là cái sứ Hoàng Xá ông nọ nó lấy hết mất rồi. Tuần trước là Hoàng Xá, nên là những cái quạt lòng chưa thương xót hay lắm, nhưng mà hôm nay chưa mua được. Hôm nay là cha phụ tá sẽ có trách nhiệm để phát phần thưởng cho bạn nào trả lời đúng. Còn cha sẽ nhận sau, cha đến có phần thưởng sau. Rồi, câu hỏi thứ nhất đã trả lời đúng. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất và là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Cao trọng nhất bởi vì các mầu nhiệm khác chúng ta kính một ngôi, đây kính hẳn ba ngôi đó. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa, kính mầu nhiệm đó, mầu nhiệm cao trọng nhất và là trung tâm bởi vì chi phối tất cả các mầu nhiệm khác. Chúng ta không có giờ để cắt nghĩa sâu, nhưng mà chúng ta hiểu như thế. Vâng, mầu nhiệm cao trọng nhất rồi. Bây giờ chúng ta đi câu tiếp theo. Câu sau là câu dành cho Ấu Nhi, khăn xanh. Đây, Ấu Nhi đây. Ai đã mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm một Chúa ba ngôi? Do ông ta nghĩ ra hay là do ai mặc khải? A. Giáo hội Công giáo. B. Chúa Thánh Thần. C. Chúa Giêsu. D. Cả A, B và C. E. Ý B và C. 10 giây cho Ấu Nhi bắt đầu. Cũng không có ai giơ tay. Rồi, A là Giáo hội Công giáo, B là Chúa Thánh Thần, C là Chúa Giêsu, D
cả A, B và C, và E là ý B và C. Đó, có một bạn là con gái, đời, hôm nay đây là toàn con gái nó thắng con trai rồi, mà xin mời con. Chúa Giêsu, rồi, cảm ơn con. Rồi, xin bạn nào có ý kiến khác. Rồi, nào, cứ mạnh dạn lên, sai không sao. Vâng, Chúa Giêsu là một ý đúng rồi, chẳng muốn thêm một ý nữa, rồi. Ý E là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trong lời nguyện nhập lễ. Chúng ta đọc, lạy Chúa, Chúa qua con một Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần mà Chúa đã mặc khải mầu nhiệm của Chúa cho chúng con. Ý E là đáp án chính xác. Một tràng vỗ tay. Rồi, nhớ nhé, nó sai nhưng mà lần sau là nhớ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Rồi, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, chỉ có Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần mới soi sáng cho chúng ta biết được mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, còn trước loài người chúng ta, con người chúng ta không biết được cái mầu nhiệm đó và cũng không hiểu được mầu nhiệm đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp. Câu này dành cho thiếu nhi, ngành thiếu, ngành khăn này màu nước biển hay khăn màu gì đấy không biết. Rồi. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi được mặc khải trong các biến cố nào của cuộc đời Chúa Giêsu? Chúa Giêsu mặc khải nhé, Chúa Thánh Thần nhé. Qua biến cố nào? A, biến cố Chúa Giêsu về trời và sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ. Đó đáp án A. B, biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan để khởi đầu việc rao giảng tin mừng. C, biến cố Chúa biến hình trên núi để củng cố niềm tin cho các môn đệ. D, cả A, B và C. 10 giây. Đấy, có nhiều bạn giơ tay lắm. Thiếu nhi khác mà. Con chọn đáp án D, cả A, B và C. Biến cố Chúa Giêsu về trời, Chúa sai các môn đệ hãy đi làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Cha và Con và mấy ngôi đây. Rồi khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan thì có mấy ngôi xuất hiện? Ba ngôi. Chúa Thánh Thần lấy hình gì nhỉ? Chim bồ câu đậu trên đầu và có tiếng phán ra, đây là con ta yêu dấu. Rồi ta hài lòng về con. Tập rồi, biến cố Chúa biến hình trên núi là cũng có mấy ngôi đấy? Biến hình trên núi ba ngôi đúng không? Rồi Chúa Giêsu biến hình nè, xong là từ trong đám mây có tiếng phán ra, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Qua ba biến cố đó chúng ta biết được mầu nhiệm Thiên Chúa. Một tràng vỗ tay dành cho bé. Rồi bây giờ ngành nghĩa ra đi là đi chỉnh phục. Xin mời ngành nghĩa khăn vàng trả lời câu hỏi sau đây. Kinh nào là kinh người Công giáo hay đọc nhất để tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi? Không có đáp án, xin mời tự trả lời. Xin mời ngành nghĩa khăn vàng chinh phục luôn đi. Kinh nào là kinh người Công giáo hay đọc nhất để tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi? Ôi dồi, nghĩa đâu, nghĩa sĩ đâu, nghĩa sĩ không trả lời được thì anh khác trả lời. Nghĩa sĩ không trả lời được thì bạn khác. Vâng, xin mời bạn nghĩa kìa, đây bạn, bạn ơi. Đấy, kinh nào mà kinh người Công giáo năng đọc nhất? Nào, xin mời con. Làm dấu danh giá, con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời. Một tràng vỗ tay. Bây giờ, chị Lan Anh, chị lên đây, chị mời một em ấu nhi lên làm chiên con lên làm dấu thánh giá hộ cho xem con biết làm không. Nào, con thử lên nào, con nào cũng được, lên đây làm, lên đây, lên giữa nhà thờ này con làm dấu thánh giá cho với mọi người xem này. Ôi con trai đẹp trai này, úi giời, con trai đẹp trai, cắt cái đầu này là đầu Kim Jong Un đây này. Xin mời, đây này, con lên tận trên này đây. Nào, chị cầm mic cho cháu nó làm dấu thánh giá. Con làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Con đứng quay xuống. Đúng, quay xuống con ạ, quay xuống cộng đoàn ơi. Làm dấu đi cho nào. Vâng. Một tràng vỗ tay đấy. Ê, con trai đứng lên cho hỏi tí. Nhà con làm dấu trước khi ăn cơm không con? Nhà con có làm dấu trước khi ăn cơm không?
À có rồi. Thế trước khi đi ngủ con có làm dấu không? Rồi, cảm ơn con và cảm ơn cả gia đình con. Một tràng pháo tay dành cho cháu. Rồi, câu này là dành cho tất cả nhà. Câu này dễ dè đây, rất dễ. Ngoài kinh dấu thánh giá, người Công giáo thường xuyên tuyên xưng đức mầu nhiệm một Chúa ba ngôi trong các kinh nào nữa, trong các kinh sau đây? A. Kinh tin, lạy Chúa con tin thật có một. Rồi. B. Kinh tin kính, tí nữa chúng ta tuyên xưng. C. Kinh sáng danh. D. Cả A, B và C. 10 giây cho cả nhà bắt đầu. Rồi, cả nhà. A. Kinh tin. Ông nói cái bạn kia, bạn không đeo khăn quàng dưới thì đưa nhanh nhanh. Bạn đưa nhanh 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 nhanh. À đấy, đưa cho bạn là bạn trai. Cho mấy bạn đấy để không khăn quàng làm sao nhỉ? Hay vứt khăn quàng đi đâu được không biết. Nào. A là kinh tin, B kinh tin kính, C kinh trắng danh, D cả A, B và C. Ý D là cả A, B và C. Kinh tin cũng tuyên xưng mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Kinh tin kính càng tuyên xưng mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Kinh sáng danh, con đọc kinh sáng danh cho nghe xem nào. Sáng danh Đức Chúa Cha như đã. Rồi, như vậy là thuộc rồi. Một tràng pháo tay dành cho cháu. Đấy, nhà mình nó thông minh vậy mà. Cái cháu nhà mình nó thông minh lắm. Ngày xưa mình hỏi là nó khó, nhưng cái cháu rất là giỏi. Rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo hôm nay chỉ học vậy thôi. Mầu nhiệm Chúa ba ngôi là mầu nhiệm nào trong các mầu nhiệm sau đây? Nói từ đầu đến giờ rồi. A. Mầu nhiệm của tình yêu. B. Mầu nhiệm của sự hiệp nhất. C. Mầu nhiệm cao cả nhất. D. Cả A, B và C. Xin mời. Ở đây, xin mời. Ôi trời ơi, thôi đưa cho huynh trưởng hay là dự trưởng đi đây đằng sau này. À. Đáp án D, cả A, B và C. Đây là mầu nhiệm của tình yêu. Đây là mầu nhiệm của sự hiệp nhất. Đây là mầu nhiệm của sự cao trọng nhất. Một tràng pháo tay dành cho bà. Lẽ ra phải hỏi các cháu. Bây giờ cho hỏi Ấu Nhi. Đi học có làm dấu không? Con đi học có làm dấu không? Có làm dấu không? Không. Chết rồi. Có không? Bố đi cày có làm dấu không? Mẹ đi chợ con làm dấu không? Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu trong mọi tình huống của cuộc đời mình các bạn. Dấu thánh giá là mầu nhiệm Chúa ban để chúng ta sống. Nghĩa là sống tình yêu, đi chợ vì tình yêu, ăn vì tình yêu. Ăn vì tình yêu thì nó khác à, đúng không? Ăn vì tình yêu là làm dấu, mời ông, mời bà, rồi nhìn trước, nhìn sau rồi mới gắp. Chứ không phải là, ôi dồi ơi, bắt đầu ngồi vào cái là cắm đầu cắm cổ ăn luôn. Xong là trong mâm người ta có thắt cái đĩa giò có 6 miếng, ông chơi 5 miếng, quay đi quay lại người nào chơi ăn mất miếng khác. Thế thì không được. Nào, ăn cũng ăn vì tình yêu à, ăn làm dấu là ăn vì tình yêu. Đi làm dấu nó đẹp lắm. Các cầu thủ trước khi ra sân họ làm dấu, mình đây thì khiếp cũng làm dấu. Và nhiều người làm dấu rất là ẩu. Rất là ẩu thưa anh chị em. Lắm người làm dấu bên lương, anh chị em bên tôn giáo bạn bảo, ôi dồi bên công giáo đuổi ruồi thế này. Mà hay cứ về cứ quan sát bố mẹ con làm mà xem. Đấy, làm dấu phải đàng hoàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bé lúc nãy làm dấu rất chuẩn. Làm đúng á. Trên trán này, rồi xương ngực này, hai vai này, và amen này. Làm dấu cho chuẩn. Nhớ bây giờ hôm nay chỉ yêu cầu làm dấu cho thật chuẩn. Kính mầu nhiệm trọng đại nhất. Và nhắc chúng ta hãy sống trong tình yêu, yêu thương nhau. Ăn vì yêu, đi học vì yêu, đi làm vì yêu, giặt giũ vì yêu, đi xây vì yêu, đi nhà thờ vì tình yêu, đi hát cũng vì tình yêu. Tất cả làm trong Chúa ba ngôi để được Chúa chúc lành. Nên có câu thơ này để tặng các con. Bạn nào cho đọc 5 lần mà thuộc, mà đọc lại được thì sẽ được thưởng. Đây, mỗi khi làm việc gì, được chưa? Câu đầu, thơ rất ngắn thôi. Mỗi khi làm việc gì, em phải nhớ, phải ghi, phải làm dấu thánh giá. Để xin Chúa thánh hóa mọi công việc em làm, tôn vinh Chúa ba ngôi. Lần một, lần hai. Mỗi khi làm việc gì, em phải nhớ, phải ghi, phải làm dấu thánh giá. Để xin Chúa thánh hóa mọi công việc em làm, tôn vinh Chúa ba ngôi. Lần ba. Mỗi khi làm việc gì, em phải nhớ, phải ghi, phải làm dấu thánh giá. Để xin Chúa thánh hóa mọi công việc em làm, tôn vinh Chúa ba ngôi. Lần thứ mấy rồi?
Lần thứ 4 nha. Mỗi khi làm việc gì, em phải nhớ, phải ghi, phải làm dấu thánh giá để xin Chúa thánh hóa mọi công việc em làm, tôn vinh Chúa ba ngôi. Lần cuối này. Mỗi khi làm việc gì, em phải nhớ, phải ghi, phải làm dấu thánh giá để xin Chúa thánh hóa mọi công việc em làm, tôn vinh Chúa ba ngôi. Bạn nào thuộc nào? Đó liquidon đâu? Đó liquidon được ai thuộc không? Không ai thuộc rồi. Không ai thuộc rồi. Không ai thuộc thì cả nhà chúng ta cùng đọc nhá. Đọc theo cha nào. Mỗi khi làm việc gì, em phải nhớ, phải ghi, phải làm dấu thánh giá để xin Chúa thánh hóa mọi công việc em làm, tôn vinh Chúa ba. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả cộng đoàn. Giờ đây toàn thể sư đoàn chú ý, chuẩn bị hướng tâm. Vâng, xin mời cộng đoàn cùng hướng tâm lên với các em. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa ba ngôi.